Bồn Cầu TV. Hai, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem một bộ van xả đơn, tức là van xả thường dùng cho cầu gạt nè, cầu một nhấn nè, nó của bên Siam này có sẽ có gì đặc sắc. Đó, như các bạn cũng đã biết là Siam là một cái hãng đã rất là lâu rồi, xuất hiện ở châu Âu từ năm 1947 cơ. Và đây cũng là hãng đang phân phối độc quyền cho Viglacera. Đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nó phụ kiện nó có gì nha. Đầu tiên là bộ ốc vít của nó đi. Đây là một ốc vít của nó. Nó cũng giống cái bộ ốc vít cho cầu hai khối, cầu hai nhấn thôi. Rồi gồm ốc nè, đinh nè, đinh có tai nè. Rồi mấy cái nệm cao su nè. Ok, cái này không có gì hết. Ốc thì ốc vít này, ốc vít 304 thì nó 304 rất là bền luôn. Tiếp theo là phao. Phao bộ một bộ phao thường thôi. Bộ phao cơ bình thường. Hoạt động bằng cái cách là nước lên thì kéo lên, phao phao nhấc lên và nó bịt cái lỗ lại là xong. Cũng không có gì đặc sắc hết. Rồi. Mấy cái này thôi. Cũng là ron, giống ron của cái bộ xả hai nhấn kia. Ron bằng mút rất là cứng và cái khả năng bám thành rất là tốt, hạn chế được cái việc là ví dụ như thành cong vênh á thì rất dễ bị rỉ nước ra. Rồi. Cuối cùng là cái cột xả, cái bộ xả của nó. Đây là cái bộ xả của nó. Bộ xả này khi mà người ta vận chuyển, người ta sẽ gắn vào vầy để cho cái việc vận chuyển nó đỡ bị trường hợp là đứt hoặc là hư cái dây này đi. Chúng ta gỡ cái dây ra chúng ta có thể ấy được. Và đây là cái móc để móc cái với cái cần một nhấn hoặc cần gạt đó. Đó, ở cái bộ này thì nó có một cái điểm khác so với những bộ xả khác. Tức là ở đây bạn nhìn thấy nó có sẽ từng nấc này, ví dụ đây là nấc số 0 này. Thấy không? Rồi chúng ta có thể vặn qua. Đó, vặn vô khớp nó sẽ chuyển qua nấc số 1. Đó. Và bạn vô khớp nữa này sẽ chuyển qua nấc số 2. Đó, thì số 0, số 1, số 2 này ý nghĩa là sao? Ví dụ như số 0 là nó sẽ xả hết toàn bộ nước trong két. Rồi số 1 nó sẽ tiết kiệm được một tí cho các bạn, nó sẽ trừ lại được một tí. Đó, số 2 á thì nó sẽ trừ lại được nhiều hơn một chút xíu. Nói chung là số lượng trừ lại này các bạn phải canh chuẩn như thế nào. Khi chúng ta xả là phải đi hết chất thải, chứ các bạn cũng đừng có ham mà tiết kiệm nước nhiều quá mà các bạn xả không đi, các bạn xả 2-3 lần thì nó cũng vậy. Đó, ví dụ chúng ta thấy cái nước trong két nhiều quá, chúng ta muốn tiết kiệm chúng ta có thể vặn qua số 1 để tiết kiệm. Hoặc là nếu muốn tiết kiệm nữa vặn số 2, nhưng mà phải đảm bảo làm sao là nó phải xả đi hết nước. Và tại sao mà cái chúng ta vặn này nó có thể tiết kiệm được nước, thì ở số 0 là các bạn nhìn nó không có một cái lỗ nó hết á. Khi nó xả thì cái này là coi như là một trái bong bóng mà nó sẽ nổi lên bề như mặt nước á, khi nào nước nó xuống hết và nước nó bơm vào ấn cái này xuống thì nó sẽ xuống. Còn khi có số 1 nó sẽ có một cái lỗ nhỏ đây nè. Đó, thì nước nó có khả năng nó vào và hơi nó thoát ra. Đó, thì như vậy thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ cho một lượng nước nhỏ nó vào và đây cái này sẽ sập xuống nhanh hơn một chút xíu, phải không? Số 2 thì cái lượng nước nó vào được nhiều hơn chút xíu và nó sập nhanh hơn một tí nữa. Thì cái lượng nước tiết kiệm thêm được một tí vậy thôi. Cái quy tắc cũng đơn giản. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái nút nhấn của nó. Đây, nút nhấn của nó sẽ được để trong bao hộp rất là đẹp này. Nút nhấn này nếu chúng ta mua là mua trọn bộ phụ kiện của nó thì sẽ có cái nút nhấn này. Đó. Nút nhấn này thì nó ok hơn những nút khác ở chỗ cái chất lượng xi của nó rất là tốt. Các bạn nhìn không, cái lớp xi rất là bóng sáng này. Và như bữa mình đã đốt cho các bạn xem rồi đó, những cái phụ kiện chất lượng kém á, chúng ta đốt một phát là xi bắt đầu cháy và nó xì ra. Thì khi trong quá trình sử dụng, chúng ta sử dụng một thời gian, nó đầu nó sẽ đen. Đó, nó đen và nó bắt đầu bay xi đi. Có một số cái nó lòi ra trắng lởm chởm rất là ghê gớm, rất là xấu. Và cái này, cái thanh siết này nè, thanh siết nối két này thì là bằng kim loại cứng luôn nha. Đó, rồi nút. Ok, nút đây. Còn cái phần đầu này xem được. Đây, cái phần đầu này sẽ dùng để nối với cái phụ kiện này. Đó, ví dụ như các bạn mua trọn bộ rồi gỡ này nè. Nối này vô. Đó. Đó, nhấn thì nó ấy xuống thôi. Rồi, đây là trọn một bộ của nó. Thì cái bộ này nó cũng đơn giản, không có gì phức tạp và không có gì nó quá cầu kỳ như cái bộ phụ kiện hai nhấn kia. Tại vì bộ này nếu dùng cái ống cầu mà cầu hồi xưa cầu giá rẻ rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chào các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chào các bạn.